thẩm thị gia tộc quật khởi thần mộc kim đao lĩnh nam thẩm thị. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lĩnh Nam mặt đất đồi núi dày đặc một dòng sông lớn theo tây bắc bên cạnh hoành đoạn sơn mạch chung một đường tràn vào cái kia biển rộng vô bờ. Hoành đoạn sơn mạch vượt ngang toàn bộ lĩnh Nam địa khu, thế núi kéo dài mấy trăm vạn dặm thiên nhiên đem lĩnh Nam tu chân giới cùng trung nguyên tu chân giới ngăn cách trong núi linh khí nồng đậm kỳ phong thâm cốc vô số kể các loại thiên tài địa bảo càng là nhiều vô số kể nhưng là bên trong cũng sinh hoạt vô số yêu thú đạt tới tứ giai không phải số ít càng có có thể so với nguyên anh kỳ đại tu sĩ ngũ giai yêu thú nghe đồn kim đan kỳ tu sĩ cũng chỉ có thể tại chi mạch chung lén qua mà qua lâm hải quận đại đạo lên một loạt đội xe ngay tại chậm rãi đi tới một cây cờ lớn đón gió phấp phới trên lá cờ một cái chim đại bàng như sống triển lộ lấy khí thế hung ác chim đại bàng phía dưới là một cái cứng cáp hữu lực thầm chữ từng cái đóng xe dị thú bốc lên khởi trận trận bụi mù cái này chín cái dị thú tên là thiết bối man nghiêu đầu châu cách mặt đất tám thước trên thân da châu cứng rắn như huyền cương ngăn lại luyện khí trung kỳ một kích không đáng kể mỗi cái man nghiêu đều là nhị giai trung phẩm có thể so với luyện khí sáu tầng tu sĩ bởi vì tính cách ôn thuần lực lớn vô cùng tốc độ chạy nhanh mà bị làm kéo xe đất cầy lương tuyền trên đường cũng có top 5 top 3 kết bạn mà đi người đi đường, đây đều là luyện khí cấp độ tu sĩ, mặc dù không thể như trúc cơ kỳ tu sĩ đồng dạng ngự kiếm mà bay. Nhưng cũng so phàm nhân đi đường nhẹ nhõm không ít, trông thấy xe kia đội thượng thẩm chữ, cũng đều tự giác tránh đi. Ven đường nhất lão nhân mang theo nhất tiểu hài đứng sang bên cạnh, đứa bé kia chỉ vào cái kia lá cờ vui vẻ mà cười cười kêu. Ra ra, mau nhìn cái này đại điều thật xinh đẹp lão nhân kia vội vàng che hài tử miệng đem hắn ôm vào trong ngực buông hắn xuống chỉ lá cờ tay lo lắng nói ra nói nhỏ chút đừng bị người ta nghe thấy thấy xe kia đội thượng người không có phản ứng mới chậm rãi cùng hài tử giảng giải ra đây là lâm hải quận thầm thị lá cờ cái này thầm ra thế nhưng là gần biển một phương bá chủ trong gia tộc có một vị trúc cơ trung kỳ tộc trưởng cùng một cái không biết sống bao nhiêu năm tháng ngân vũ lôi bằng loại này yêu thú thân phụ đại chim đại bằng huyết mạch cùng lôi hệ thần thông là có thể đạt tới tứ giai hung thú càng mấu chốt con yêu thú này đã đạt đến tam giai thượng phẩm tiếp qua cái mấy trăm năm khả năng lại là một cái tứ giai đại yêu Năm xưa thẩm thị kém chút diệt tộc, chính là dựa vào hộ tộc đại trận cùng cái này chim đại bàng vượt qua đại kiếp thẳng đến cái này đời tộc trưởng trúc cơ mới để khôi phục nguyên khí. Bây giờ người ta năm xưa đưa vào trong tông môn thẩm gia tử đệ cũng có nhất người thành công trúc cơ, trở thành tông môn nội môn đệ tử, lần này thẩm thị nhất tộc lưỡng trúc cơ thêm chỉ yêu thú cấp 3. Cũng coi như khôi phục tổ tiên một tia vinh quang, lão nhân kia nói nói đột nhiên giọng nói nghiêm túc lên. Ta cho ngươi biết, loại gia tộc này cũng không phải chúng ta nho nhỏ luyện khí gia tộc có thể chọc nổi, ngươi về sau ra ngoài lịch luyện. Đụng phải trúc cơ gia tộc đệ tử phải nhớ kỹ đừng tìm bọn hắn có xung đột, đứa bé kia cái hiểu cái không gật gật đầu. Lại nói cái này Lâm Hải quận thẩm thị, người khai sáng là 300 năm trước Thanh Vân môn nội môn đại trưởng lão Thẩm Dụ Thương, Thanh Vân môn là cái này lĩnh nam mặt đất tam đại cự phách một trong tông môn truyền thừa ngàn năm, hiện trong môn kim đan trưởng lão liền có ba tên, càng có tám chín mươi tên trúc cơ đệ tử. Cũng chỉ có mặt phía bắc vô cực tông cùng gần biển quần đảo trên tán tu liên minh có thể cùng hắn tách ra vật tay. Cái này thẩm dụ thương phàm nhân xuất thân, dựa vào bản thân ba mươi trúc cơ, không đủ trăm tuổi trở thành trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có thể nói phong quang vô hạn. Được vinh dự năm xưa thanh vân môn nhất có cơ hội kết đan tu sĩ nhưng là khả năng danh khí quá lớn thiên phú để người kiêng kỵ tại một lần di tích thăm dò lúc bị người đánh lén vận dụng bí pháp đả thương nguồn gốc xin si mời năm xưa lấy là tứ giai luyện đan sư thái thượng trưởng lão xuất thủ cũng không có biện pháp nào nói chỉ có ngũ giai đan dược mới có thể chữa trị thẩm dụ thương nản lòng thoái chí dùng nhiều năm tông môn cống hiến đổi lấy một nhóm tài nguyên, hồi lâm hải quận chiếm một đầu tam giai linh mạch, khai sáng nhìn xuống biển thẩm thị phần cơ nghiệp này. Và URL bằng Window, Location, Herep, Window, Puppy Giơ Tác bằng Window, Puppy Giơ Tác, Window, Puppy Giơ Tác, Push zone 7254X. BGSSP 7254U URL Năm xưa thẩm dụ thương mặc dù bởi vì tổn thương không cách nào kết đan, nhưng cũng luyện đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, cưới trong tông môn một vị kim đan chân nhân chất nữ. Bắt đầu khai chi tán diệp. Cái này thẩm dụ thương linh căn không thể nghi ngờ là kiệt xuất, lại thêm cưới được cũng là trúc cơ nữ tu, sinh hạ hậu đại cũng là có linh căn chiếm đại đa số. Càng có cái nhị linh căn cùng mấy cái tam linh căn cái này trong phàm nhân phải có linh căn thế nhưng là vạn người không được một cái này nhất cũng có thể là chỉ là tứ linh căn, ngũ linh căn, trung thân trúc cơ vô vọng. Cũng chỉ có song phương đều là tu sĩ kết hợp, dạng này ra đời hai tử mang linh căn chiếm đa số. Được sự giúp đỡ của thẩm dụ thương, hắn dòng dõi chung lại có ba người thành công trúc cơ, rốt cục tại cái này lâm hải quận đứng được một chỗ cắm rùi, trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu lĩnh nam mặt đất tu sĩ kim đan số lượng hai cánh tay có thể đếm được vì lẽ đó còn lại ba nhà là lý gia đỗ gia trần gia cũng đều là trúc cơ gia tộc trong nhà có một đến hai người trúc cơ tu sĩ không giống nhau thẩm thị gia tộc quật khởi thần mộc kim đao thẩm thụy lăng nghe chọn bộ tại mê audio com chậm rãi đội xe tại bụi đất tung bay chung đi tới, trên một chiếc xe trong xe tràn đầy sung mãn linh cốc, cốc trồng chất trên đỉnh nằm một vị người trẻ tuổi, dáng người thon dài. Thân mang thanh sắc tộc bào, mày rậm phía dưới một đôi mắt sáng ngời có thần, ngón tay thon dài ở giữa chính là bản bách thảo cương mục. Cuốn sách này ghi lại lĩnh nam đại địa bên trên xuất hiện qua nhất giai cùng nhị giai linh dược tập tính, dược tính, phân bố vân vân người trẻ tuổi kia chính là thẩm ra đời thứ năm thụy tự bối trung tu vi cao nhất thẩm thụy lăng, bây giờ 20 tuổi ra mặt đã luyện khí 6 tầng tu vi. Cái này tại hiện tại thẩm gia tiểu bối trung đã là đứng đầu được, mặc dù hắn chỉ là thủy, hỏa, thổ tam linh căn tư chất, loại tư chất này chỉ có thể nói bình thường. Liều liều có thể trúc cơ nhưng là không có nghịch thiên cơ duyên kết đan chỉ sợ là thiên phương dạ đám. Nhưng là hắn theo tiểu ngộ tính thật tốt, tính cách cương nghị không mất ẩn nhẫn, 6 tuổi bị kiểm tra đo lường gia linh căn ngày kia thiên khắc khổ tu luyện, không phải ở gia tộc trong tàng kinh các. Chính là tại hậu sơn linh huyệt phía trên, cũng khiến cho hắn cùng cùng thế hệ tử đệ không tính quá quen. Tăng thêm gia gia làm trong gia tộc duy nhất một tên nhị giai thượng phẩm luyện đan sư tài nguyên tu luyện càng là so với đại phái hạch tâm đệ tử cũng không kém bao nhiêu vì lẽ đó tốc độ tu luyện đã có thể cùng nhị linh căn hài tử so sánh theo từ nhỏ tộc lão giáo sư tu tiên cơ sở cùng theo tiểu nhân luyện đan cơ sở để hắn hiểu được căn cơ trọng yếu vì lẽ đó hắn luyện khí sáu tầng tu vi cũng không phải khinh phù như vậy căn cơ vẫn là rất ổn thẩm thụy lăng theo từ nhỏ ra ra quán thâu luyện đan tri thức hiện tại ngay tại chuyên chú nhìn xem trong tay theo trong tàng kinh các mượn tới bách thảo cương mục đột nhiên, hắn cảm giác thân xe một trận, ngẩng đầu nhìn xuống dưới, phát hiện trên xe nhiều nhất người. Tên này người mặc màu đậm trường bào, tóc trắng phơ, trên mặt khắc đầy nếp nhăn, mày trắng phía dưới. Một đôi mắt trung lộ ra trưởng lão uy nghiêm lão giả chính là thẩm thị nhất tộc nhị trưởng lão thẩm hoán quần, một thân tu vi luyện khí đại viên mãn, càng là một tên nhị giai thượng phẩm luyện đan sư. Đan dược là tu tiên giới kiếm lợi nhiều nhất nghề, thẩm thị nhất tộc linh thạch nguồn gốc một phần ba là vị lão nhân này mang tới. Đương nhiên luyện đan giai đoạn trước là rất phí tài nguyên, có thể nói sử dụng linh dược lần lượt tích tụ ra tới, luyện đan sư khẽ dựa gia tộc tài nguyên trồng chất. Hai dựa vào luyện đan sư truyền thừa, thẩm gia khai sơn tổ sư trực tiếp theo thanh vân môn mang ra ngoài một bộ thẳng tới tam giai thượng phẩm luyện đan truyền thừa đây cũng là thẩm thị lớn nhất truyền thừa. Thẩm hoán quần chính là dựa vào bộ này luyện đan truyền thừa mới trở thành nhị giai thượng phẩm luyện đan sư, luyện khí kỳ bên trong đại bộ phận đan dược đều có thể luyện chế. Tại cái này lâm hải quận cấp thấp tu sĩ Trung cũng là rất nổi danh. Thẩm thụy lăng nhìn thấy ra ra tới, cũng nhảy xuống cốc trồng chất, dẫm tại châu trên lưng. Lão nhân trông thấy cháu mình xuống tới, trong mắt lộ ra từ ái nói đến người cũng không nhỏ còn nhảy tới nhảy lui chỉnh lý chỉnh lý lập tức đến hỗ thượng phường trở ra ngươi an phận điểm đó đã không phải là chúng ta thẩm gia tộc cái kia ba phần đất xảy ra chuyện ta cũng không bảo vệ được ngươi thẩm thụy lăng trong mắt tràn đầy ước mơ mang theo không tin giọng nói hỏi biết cái kia hỗ thượng phường thật sự có lớn như vậy sao nam bắc không nhìn nhau đồ vật không tướng nghe là thật sao Thẩm hoán quần nhìn xem nhà mình cháu trai không tin dáng vẻ, cười cười nói. Chờ ngươi gặp qua liền biết, đó cũng không phải là chúng ta lâm hải quận tứ đại gia tộc loại kia phường thị có thể so cái kia hỗ thượng phường thế nhưng là có kim đan chân nhân tọa chấn. Năm xưa nơi đó chỉ là nộ giang đất bồi ra bình nguyên, bỗng nhiên có thiên trong đất xuất hiện linh khí, linh khí chậm rãi dành dụng rót thành linh mạch, làm tạo ra tam giai linh địa lúc một cái trúc cơ kỳ đại viên mãn tán tu chiếm cứ cái kia bắt đầu phát triển phường thị tên kia tán tu càng là dựa vào đầu kia linh mạch kết kim đan lần này cái kia hỗ thượng phường danh khí liền lớn đi qua những tán tu kia bồi dưỡng hiện ra tại đó linh mạch đã là tứ giai được càng là phát triển thành nhất tòa cự thành dù xưng là phường thị nhưng so với bình thường phường thị lớn rất nhiều hiện tại liền thanh vân môn cùng phía bắc vô cực tông cũng cướp phân chén canh cái kia phường thị bị chia làm ba khối mỗi cái thế lực nắm giữ lấy ba đầu đường phố ta cùng ngươi nói trong này nước có thể sâu đâu tại cái kia vạn sự phải cẩn thận chút thẩm thụy lăng nghe ra ra nói càng thêm muốn kiến thức một cái cái kia cự thành cũng khó trách hắn lớn như vậy cũng chưa từng đi ra thẩm thị tộc địa phương kia tròn trăm dặm địa phương đây cũng là lần này thẩm hoán quần dẫn hắn ra lịch luyện nguyên nhân, tu sĩ tu luyện cũng không thể nhất muội bế quan cắn thuốc. Dạng này mặc dù có thể tại giai đoạn trước cảnh giới tăng lên tương đối nhanh, nhưng đã đến hậu kỳ những này trước kia tệ nạn có thể trở thành đột phá bình cảnh. Đến cuối cùng cảnh giới đột phá vẫn là phải dựa vào tâm cảnh đột phá mới được. Tới gần trạng vạng tối, nhất tòa cự thành cái bóng bắt đầu ở dưới trời chiều hiển hiện ra. Thẩm Thụy Lăng đứng tại Man Nghiêu trên lưng nhìn qua tòa thành lớn này, tại cái kia cự thành hùng vĩ khí thế giới, Thẩm Thụy Lăng cảm thấy mình nhỏ bé. Thẩm Thụy Lăng nhìn qua mặt hướng mình cửa thành, nhưng khi ánh mắt trông về phía xa thời điểm, nhưng căn bản nhìn không thấy khác một đoạn tường thành. Chỉ thấy cái kia thành nội san sát nối tiếp nhau kiến trúc liên miên hướng chân trời kéo dài mà đi câu kia, Nam Bắc không nhìn nhau, thiên hạ đệ nhất thành, chỉ sợ sẽ là hình dung bộ dáng bây giờ. Thường thường nghe nói, thành Nam dông tố, thành Bắc cao dương, bởi vì cái gọi là, nhất thành có bốn mùa, từng môn không giống nhau. Nghe nói liền trúc cơ tu sĩ ngự kiếm phi hành theo thành Nam đến thành Bắc cũng phải mấy canh giờ theo đội xe tới gần, thẩm thụy lăng càng có thể cảm thụ tòa thành trì này thật lớn, cái kia cửa thành như là một cái cự thú mở ra miệng, thôn phệ lấy ra vào người đi đường. Thẩm hoán quần đi đến trước đoàn xe mặt lộ ra xuất nhập lệnh bài, cổng thủ vệ trông thấy cười nói. Nhìn cái này xe xe linh cốc, thẩm ra lần này lại muốn phát tài A, à, thẩm trưởng quỹ chúc mừng A. À. Thẩm hoán quần cười bồi nói chỗ nào, chỗ nào, quách đội trưởng vất vả, nói thuận thế lấp mấy khối linh thạch đi qua. Và URL bằng Windows, Location, Herb, Windows, Puppy giới Tác bằng Windows, Puppy giới Tác, Windows, Puppy giới Tác, Pus, Zonet, 7254, X, BGSSP 7254, U, URL. Cứ như vậy, tại họ quách nam tử lấy lòng trung thẩm ra đội xe vào thành phóng tầm mắt nhìn tới đại đạo hai bên đều là đủ loại cửa hàng trên đường tu sĩ phần lớn đều là luyện khí tu vi ẩn ẩn còn có mấy cái thẩm thụy lăng nhìn không thấu tu sĩ thẩm hoán quần mang theo đội xe đi vào nhà mình cửa hàng trước theo cửa hàng chạy ra một cái luyện khí tám tầng tu vi nam tử trung niên nam tử này thẩm thụy lăng nhận biết giống như cảnh tự bối xếp hạng thứ ba gọi thẩm cảnh hồng hắn muốn gọi nam tử kia một tiếng tam bá, nam tử kia chạy đến thẩm hoán quần trước mặt. Nhị trưởng lão tới, bên trong vào, bên trong vào, quay người trông thấy bên cạnh thẩm Thụy Lăng, Thụy Lăng cũng tới, tốt, mấy năm không gặp đều tại lớn như vậy, so ngươi nhị ca cũng cao hơn. Vừa nói vừa đem hai người mời đến trong tiệm, thẩm hoán quần nói ra. Lão tam người trước tiên đem cái này mấy xe linh cốc bán cho tán tu liên minh, sớm làm mua cái giá tốt đúng vậy, nhị trưởng lão, ngay lập tức đi, nói liền mang theo đội xe hướng thành đông đi đến. Bởi vì hỗ thượng phường nhiều người linh điền ít nhiều như vậy cấp thấp luyện khí kỳ tu sĩ mỗi ngày tiêu hao linh cốc là căn bản không thể tự cấp tự tốt. Đại đa số vẫn là dựa vào những này trúc cơ gia tộc vận đến mua bán linh cốc sinh hoạt vì lẽ đó nơi này nhất đấu linh cốc giá tiền còn cao hơn lâm hải quận ra hai ba khối bộ dáng đây cũng là thẩm ra mỗi lần đều muốn vận chuyến linh cốc đến hỗ thượng phương. Đến lúc này một lần có thể kiếm cái mấy trăm khối linh thạch cũng là thẩm ra hàng năm một món linh thạch nguồn gốc. Thẩm hoán quần trực tiếp đi vào hậu đường, đối thẩm Thụy Lăng nói không còn sớm, đuổi đến mấy ngày con đường, để ngươi nhị ca dẫn ngươi đi hậu viện tìm xương phòng ở lại, ngày mai hai nhà chúng ta đang nói rằng nói. Nói xong cũng đi làm việc chính mình sự tình. Lúc này một thanh niên người hướng hắn đi tới, dáng người rộng béo, tu vi mới luyện khí tầng 3. Thẩm Thụy Lăng kêu lên. Nhị ca, Lão Cửu a, mấy năm không gặp ngươi cũng đã luyện khí 6 tầng, lập tức chính là luyện khí hậu kỳ tu sĩ, nào giống nhị ca ta tại tầng 3 bình cảnh thẻ này nhiều năm như vậy. Cũng không biết lúc nào có thể đột phá. Ai, không nói, ta trước dẫn ngươi đi xương phòng, về sau chúng ta hảo hảo tâm sự. Nam tử kia nói xong cũng mang theo Thẩm Thụy Lăng hướng về sau viện đi đến, Thẩm Thụy Lăng là biết vị này nhị ca, Thụy tự bối xếp hạng lão nhị, Thẩm Thụy tướng đáng tiếc chỉ là cái ngũ linh căn tu sĩ, theo tộc học đường sau khi ra ngoài, liền cùng tam bá cùng một chỗ tại cái này quản lý gia tộc cửa hàng. Cũng không biết sinh thời có thể hay không lên tới luyện khí đại viên mãn. Thẩm Thụy Lăng tại nhị ca dẫn đầu xuống tới đến đến hậu viện xương phòng. Người nhanh đi nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Nói xong cũng rời đi. Thẩm Thụy Lăng nhìn quanh một cái, trong phòng cũng liền một cái bàn, một cái ghế, cùng một cái giường. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, chạy không tâm tư, đầu tiên là buông lỏng một cái, làm dịu mấy ngày nay đường đi mệt nhọc, sau đó bắt đầu tu luyện lên hắn luyện 20 năm Thanh Vân Quyết. Công pháp này truyền lại từ Thanh Vân môn, cũng là trong môn cho luyện khí kỳ đệ tử tu luyện, trung bình công chính, ôn hòa kéo dài, tốc độ tu luyện vẫn còn so sánh đồng dạng công pháp mau mau vốn là môn phái cơ mật đây cũng là dựa vào khai tộc tổ sư là thanh vân môn người mới từ trong môn mang ra ngoài thanh vân quyết đi qua thanh vân môn cùng gia tộc lập đi lập lại rèn luyện bên trong yếu điểm tinh túy thẩm thụy lăng thế nhưng là rõ ràng trong lòng một chút tán tu không có gia tộc tông môn hỗ trợ chỉ có thể luyện chút đi đầy đường đều có phổ thông công pháp không chỉ có chậm mà lại uy lực còn muốn suy giảm đây cũng là gia tộc đệ tử chỗ tốt theo thẩm thụy lăng tu luyện, từng sợi mắt trần có thể thấy thanh sắc linh khí tại hắn trước người vờn quanh. Hắn vận chuyển công pháp để từng sợi linh khí chậm chạp dọc theo kinh mạch đi một chu thiên lại chuyển hướng vùng đan điền, đan điền của hắn trong linh khí đã dành dụm 2 phần 3. Tại hội tụ một chút lập tức liền có thể đột phá luyện khí 6 tầng, đạt tới luyện khí tầng 7 trở thành luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra thẩm thị gia tộc quật khởi thần mộc kim đao song song đột phá nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com ngày thứ hai sáng sớm tiên nắng đầu tiên chiếu xạ vào trong viện lúc này ngồi xếp bằng thẩm thụy lăng chậm rãi thu công quay chung quanh ở chung quanh linh khí dần dần thu nhập thể nội luyện khí sáu tầng tu vi đã bị hắn rèn luyện phi thường viên mãn liền kém cơ hội liền có thể đột phá Lúc này, ngoài cửa nhớ tới nhị ca thẩm thụy tường thanh âm. Cửu đệ, nhị trưởng lão ở bên trong đường chờ ngươi, nhanh lên một chút đi đi, được rồi, nhị ca, nói thẩm thụy lăng mở cửa phòng đi theo nhị ca thẩm thụy tường hướng về nội đường đi đến. Tiến vào nội đường, thẩm thụy lăng đã nhìn thấy ra ra cùng tam bá ngay tại thảo luận sự tình, trông thấy thẩm thụy lăng đến, nói với thẩm cảnh hồng người đi làm việc trước đi, sự kiện kia chúng ta sẽ tự mình đi xử lý. Tam Bá quay người trông thấy Thẩm Thụy Lăng, ngạc nhiên nói: Thụy Lăng à, một đêm ngươi cái này tu vi lại tinh tiến không ít à? lập tức đều muốn gặp phải chúng ta đời này người vẫn là tuổi trẻ tốt. Tam Bá nói đùa, chất nhi sao có thể cùng các ngươi so ta đi trước thấy ra ra, lát nữa lại đi tìm ngươi trò chuyện. Thẩm Thụy Lăng cười nói đi thôi đi thôi nhị trưởng lão đang đợi ngươi đây ta cũng muốn đi bận rộn nói xong cũng hướng về phía trước phòng đi đến ra ra sớm thẩm thụy lăng đầu tiên là hướng ra ra hỏi cái tốt trưởng ấu tôn ti tối thiểu lễ nghi vẫn là phải có lăng nhi ngươi cái này đột phá luyện khí hậu kỳ cũng gần ngay trước mắt đi tốt, đợi lát nữa ngươi cùng ta cùng đi gia tộc địa hỏa huyệt, để ra ra nhìn xem ngươi cấp này luyện đan sư đến mức nào, thẩm hoán quần vui mừng nói. Tại thẩm hoán quần dẫn đầu dưới, hướng phía địa hỏa huyệt phương hướng đi đến, xuyên qua mấy con phố về sau, nhất tòa thấp bé Linh Sơn xuất hiện tại thẩm Thụy Lăng trước mắt. Tòa này Linh Sơn so gia tộc này tòa thấp bé được nhiều thẩm thị gia tộc quật khởi thần mộc kim đao hậu giáp thuẫn cùng xích luyện kiếm. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Một giấc tỉnh lại, thẩm thụy lăng phát hiện toàn thân mình nhẹ nhõm, vận chuyển công pháp, linh lực màu xanh liên miên bất tuyệt, phát giác linh lực của mình tăng vọt một đoạn. Đối với mình mới đột phá tu vi phi thường hài lòng, hiện tại linh lực của mình dự trữ so luyện khí trung kỳ nhiều gấp đôi còn nhiều. Thẩm Thụy Lăng tin tưởng mình cùng ba cái luyện khí trung kỳ tu sĩ động thủ cũng có thể tự vệ có thừa thu thập xong địa hỏa thất đồ vật, con kia nhị giai thượng phẩm đan lô, thẩm thụy lăng bởi vì không có túi chữ vật vì lẽ đó cũng không có cách nào mang đi, cũng may nơi này cấm chế không yếu. Trúc cơ tu sĩ nghĩ xâm nhập cũng không phải dễ dàng như vậy, lại có gác cổng thủ hộ. Thẩm thụy lăng đóng lại cấm chế rời đi địa hỏa thất, hướng về gia tộc cửa hàng đi đến xuyên qua đường phố phồn hoa, hai bên đường nhiều loại cửa hàng, có bán đan dược, có chuyên môn luyện khí, còn có tửu lâu, khách sạn. Ở trong thành tâm, nhất tòa hình tròn cấu tạo kiến trúc hấp dẫn thẩm thụy lăng ánh mắt, cả tòa kiến trúc tất cả đều là dùng nhị giai thượng phẩm linh tài đá bạch ngọc trồng chất mà thành. Cam đoan đông ấm hè mát, phối hợp bố trí tứ giai đại trận, ngăn lại kim đan lão tổ một kích cũng không đáng kể cái này chỉ sợ sẽ là tán tu liên minh tổng đà đi thẩm thụy lăng trong lòng suy nghĩ cái này tán tu liên minh thành lập cũng mới mấy trăm năm năm xưa chiếm cứ hỗ thượng phường tu sĩ kim đan bắt đầu phát triển mạnh phường thị mỗi ngày đều có đại lượng linh thạch chảy vào nhìn thanh vân môn cùng vô cực tông đỏ mắt thế là hai phái hướng tên kia tu sĩ kim đan tạo áp lực một tên vừa mới kết đan tu sĩ làm sao có thể địch nổi lưỡng cái ngàn năm đại phái năm sáu tên tu sĩ kim đan áp lực thế là tên kia kim đan tán tu liên hệ chiếm cứ lấy gần biển lưỡng tòa lớn nhất hòn đảo hai tên kim đan kỳ tán tu ba người vừa thương lượng kết thành liên minh nhường ra một bộ phận lợi ích tam phương thế lực phân chia hỗ thượng phường đương nhiên nhường ra đi cửa hàng vẫn là sẽ tán tu liên minh tất cả hai phái nhất định phải lên giao tiền thuê kim ba tên kim đan tán tu kết thành đồng minh về sau bắt đầu chỉnh lý lĩnh nam địa khu tán tu thế lực có chút thực lực đều gia nhập liên minh ngắn ngủi mấy trăm năm liền phát triển thành cùng hai phái khác có thể chống lại quái vật khổng lồ dù sao trên đời này tán tu là nhiều nhất không phải mỗi người đều có thể có gia tộc và tông môn che chở đám tán tu thường thường đều là phàm nhân xuất sinh dưới cơ duyên xảo hợp thu hoạch được pháp môn tu luyện, mỗi ngày đứng trước đói một bữa no một bữa thảm trạng, trên việc tu luyện không người nào có thể chỉ điểm khốn cảnh. Mỗi một phần tài nguyên đều muốn tại giết chóc chung thu hoạch được, công pháp đều là chút nát đường cái, không có linh mạch có thể trèo chống bọn hắn nhanh chóng tu luyện. Con đường tu luyện, tài lữ pháp địa là các tu sĩ tu vi tăng lên đường tát. Tài chỉ là hết thảy tài nguyên tu luyện, có thể là linh thạch, cũng có thể là linh dược lữ chỉ là thầy tốt bạn hiền có thể tại tu luyện trên đường đi giúp đỡ lẫn nhau người pháp chỉ là các loại công pháp bí thuật các loại thư tịch kinh nghiệm chỉ là có thể để tu sĩ để cao tốc độ tu luyện linh sơn phúc địa có thể nói trên đường trường sinh tài lữ pháp địa thiếu một thứ cũng không được thiếu khuyết đồng dạng liền có thể tại đầu này con đường trường sinh thượng bị đào thải xuống dưới biến thành một bộ xương khô tông môn đệ tử chính vì vậy mới so tán tu tại đầu này trường sinh đại đạo thượng đi càng xa đi tới đi tới thẩm thụy lăng liền đi tới gia tộc mình cửa hàng đây cũng là gia tộc tại cái này hỗ thượng phường duy nhất một gian cửa hàng lầu một làm lấy mua thấp bán cao nghề theo tán tu trong tay thu mua chút linh thảo cùng yêu thú thi thể một chút khoáng thạch kim loại vật liệu luyện khí ở cạnh gia tộc tu sĩ gia công thành đan thuốc cùng khí cụ hoặc là ấn phù đặt ở lầu hai buôn bán. Cứ như vậy một lần ở giữa tranh lệch giá hàng năm cũng có thể cho gia tộc mang đến gần ngàn khối linh thạch, khấu trừ tòa này cửa hàng tiền thuê cũng có thể lợi nhuận 8-900 khối bộ dáng. Thẩm Thụy Lăng xuyên qua tiền đường, không nhìn thấy ra ra cùng tam bá, đã nhìn thấy mấy tên tộc nhân tại cùng mấy tên tán tu có kè mặc cả tiến vào hậu đường, thẩm hoán quần ngay tại cha xét sổ sách. Ra ra ta trở về, ta đã trở thành một tên nhị giai luyện đan sư. Thẩm Thụy Lăng không kịp chờ đợi hướng vị lão nhân trước mắt này báo tin tức tốt. Thẩm hoán quần ngẩng đầu, trông thấy nhà mình cháu trai, một mặt dáng vẻ cao hứng lăng nhi trở về a à, một tháng không gặp ngươi thế mà đột phá còn tấn thăng trở thành nhị phẩm luyện đan sư ngươi cho ra ra kinh ngạc vui mừng cũng không nhỏ a à. trông thấy cháu mình tiến bộ lão nhân cười miệng đều không khép lại được ta cũng không biết luyện thành tích cốc đan sau ta vận chuyển thanh vân quyết khôi phục linh lực không biết không dứt đã đột phá thẩm thụy lăng hồi đáp Lần trước ngươi chính là sáu tầng đỉnh phong, chỉ là thiếu khuyết một cơ hội, cái này hơn năm tháng luyện đan, để ngươi vận dụng linh lực càng thêm thành thạo. Mỗi lần hao hết linh lực sau tại tu luyện trở về cũng làm cho ngươi linh lực càng thêm hùng hậu, hậu tích bạc phát phía dưới, luyện khí hậu kỳ bình cảnh này liền bị ngươi đột phá. Thẩm hoán quần trầm tư một chút phân tích nói, và URL bằng Windows. Location, Hrep, Windows. Puppy giờ tác bằng window. Puppy giờ tác Windows, Puppy giờ tác. Us Zonet. 7254 x BGSSP 7254 U. UAL, Người bây giờ cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Hai bình này huyền nguyên đan cùng chuôi này nhị giai thượng phẩm linh kiếm coi như gia tộc đưa cho ngươi phần thường. Nói xong thẩm hoán quần liền theo trong túi chữ vật lấy ra ba bình đan dược và một cái tiểu kiếm đưa cho thẩm thụy lăng. Cái này thêm ra tới một bình là ta cái kia phần tài nguyên tu luyện, đời ta là trúc cơ vô vọng, một chút tài nguyên ta giữ lại cũng vô dụng, đều lưu cho ngươi đi. Ngươi là cái này đời gia tộc kỳ vọng, ngươi cũng biết các ngươi đời này liền ngươi còn có chút cơ hy vọng, ngươi đời này mấy cái gia tộc tử đệ phần lớn là chút tạp linh can liền mấy cái kia tam linh căn còn tại luyện khí trung kỳ dãy dụa. Gia tộc đối ngươi kỳ vọng rất cao, tu luyện cần cù điểm, sớm ngày trúc cơ, cũng không uổng công tộc trưởng cùng ta đối với ngươi kỳ vọng. Chỉ có ngươi trúc cơ, gia tộc mới có thể phát triển càng tốt hơn, ngươi lục thúc cũng có thể tại thanh vân môn tốt hơn phát triển, thẩm hoán quần một mặt nặng nề nói. Thẩm thụy lăng một mặt nghiêm túc nói. Tôn nhi định ghi nhớ ra ra dạy bảo, không phụ tộc nhân kỳ vọng. Chính ngươi rõ ràng liền tốt, ngươi vừa mới đột phá, tầng 7 tu vi còn muốn vững chắc, luyện khí hậu kỳ pháp thuật cũng phải đề cao một cái. Ngươi ở gia tộc nhận lấy mấy cái pháp thuật luyện tiếp xuống dưới, ta chỗ này còn có một quyển trước đó vài ngày được đến pháp thuật, ngươi cũng cầm xem một chút. Ngươi vừa mới đột phá còn không thể khống chế tự nhiên, trong quyển sách này là ta đối luyện khí hậu kỳ một chút cảm ngộ cùng pháp thuật vận dụng kinh nghiệm đợi lát nữa ngươi về phía sau viện bế quan tu luyện tranh thủ sớm ngày đem ngươi tu vi củng cố xuống tới nói xong nhất khối ngọc giản cùng một quyển sách đưa cho thẩm thụy lăng cũng chỉ điểm một phen luyện khí hậu kỳ chú ý điểm thẩm thụy lăng tiếp nhận ngọc giản đối trong tay ngọc giản một mặt ngạc nhiên phải biết đồng dạng tượng hỏa cầu thuật thủy tiến thuật thổ tường thuật loại hình cũng chính là viết tại một chút gia thú phía trên không có bỏ vào bên trong ngọc giản muốn tại gặp phải bên trong khắc chữ cần sinh ra thần thức trúc cơ kỳ cao thủ mới có thể làm đến, có thể thấy được khối ngọc này giản là cỡ nào chân quý. Thẩm Thụy Lăng trở lại hậu viện trong xương phòng, theo trong bình ngọc đổ ra một hạt huyền nguyên đan, chỉ thấy một viên mượt mà màu ngà sữa dược hoàn nằm trong lòng bàn tay. Một trận đan hương đập vào mặt Thẩm Thụy Lăng chỉ là người một cái liền cảm giác linh lực trong cơ thể tăng lên một chút huyền nguyên đan là nhị giai thượng phẩm đan dược, dùng nhị giai linh thảo xích huyết thảo làm chủ dược lại phối hợp 5-6 loại nhị giai dược liệu mới có thể luyện chế ra đến. Chuyên môn cho luyện khí hậu kỳ tu sĩ tu luyện dùng, một hạt huyền nguyên đan có thể làm luyện khí hậu kỳ tu sĩ giảm bớt nửa tháng khổ tu, cũng là luyện khí hậu kỳ tu sĩ thích nhất linh đan một trong. Cũng là thẩm hoán quần thuần thục nhất nhị giai thượng phẩm đan dược. Thẩm Thụy Lăng cẩn thận đem viên này đan dược đổ về trong bình, xuất ra vừa mới ra ra cho hắn cái kia thanh tiểu kiếm cẩn thận chu đáo. Chỉ thấy thanh kiếm này dài hai thước ba tấc, kiếm rộng hai thốn, trên thân kiếm có khắc ba chữ, xích luyện kiếm, thân kiếm toàn thể dùng nhất khối nhị giai thượng phẩm đỏ diễm thép rèn đúc mà thành. Phối hợp bạch ngọc nắm tay, lộ ra từng trận hàn quang, đổ đầy linh lực, một kích chính là luyện khí đại viên mãn tu vi cũng không dám tùy ý tiếp xuống. Cái này nhưng so sánh lấy trước kia thanh kiếm tốt hơn nhiều. Tiếp lấy hắn lại đem khối kia ngọc giản dán tại trên trán, trong đầu liền xuất hiện trong ngọc giản nội dung, nguyên lai bộ này pháp thuật không phải công kích loại, mà là đồng dạng bảo vệ tính mạng thần thông. Hậu giáp thuẫn chính là bộ này pháp thuật danh tự tích lũy tháng ngày ở giữa đêm lúc tu luyện một sợi đem linh lực tụ tập ở trước ngực tại nguy nan tiến đến lúc phát động pháp thuật liền có thể trước người dùng linh lực ngưng tụ thành nhất khối tấm thuẫn, tấm thuẫn mạnh yếu theo dự trữ linh lực chất cùng lượng đến quyết định góp nhặt đầy đủ lâu chính là luyện khí đại viên mãn một kích cũng có thể chống được mừng rỡ xem hết bộ này pháp thuật, lại lật nhìn một chút ra ra cho luyện khí hậu kỳ kinh nghiệm sau. Thẩm Thụy Lăng ngồi ở trên giường liền bắt đầu tu luyện, thời gian 3 tháng, cứ như vậy trôi qua, hiện tại Thẩm Thụy Lăng luyện khí tầng 7 tu vi trở nên chững chạc, hậu giáp thuẫn, cũng nhập môn. Bắt đầu ở trước ngực góp nhặt linh lực. Luyện khí kỳ hỏa cầu thuật, thủy tiến thuật, thổ tường thuật, triền nhiễu thuật, duệ kim thuật chờ ngũ hành pháp thuật cũng đề cao đến luyện khí hậu kỳ trình độ. Chuôi này xích luyện kiếm cũng luyện hóa hoàn thành, trên thân kiếm in dấu xuống mình ấn ký, có thể làm được khống chế tự nhiên. Lần bế quan này Thẩm Thụy Lăng thực lực có thể nói là thật to tăng cường. Sau khi xuất quan Thẩm Thụy Lăng đi gặp Thẩm Hoán quần, Thẩm Thụy Lăng trông thấy hắn đã xuất quan cũng là cao hứng người bây giờ cái này thân tu vi tại luyện khí kỳ trung cũng coi như không yếu đến trình độ này có thể tăng lên tu luyện đan dược cũng không nhiều cần nhờ mình tu luyện vừa mới liên minh quản sự để ta đề cử mấy tên luyện đan sư cho hắn ta chuẩn bị đem ngươi đưa qua thứ nhất có thể lợi dụng cho bọn hắn luyện đan cơ hội đề cao một cái thuật luyện đan của ngươi người bây giờ mặc dù tấn thăng nhị phẩm luyện đan sư nhưng là tỷ lệ thành đan quá thấp đây không phải một sớm một chiều có thể đề cao gia tộc cũng không có nhiều như vậy nhị giai tài liệu để ngươi luyện tập ngươi đến đó vừa vạn thứ hai cũng có thể giá thấp thuê cái động phủ tu luyện trong tiệm này linh khí chỉ là bình thường đối luyện khí hậu kỳ ngươi đã trợ giúp không lớn liền theo ra ra an bài dù sao ta ra cũng là lịch luyện thẩm thụy lăng nghiêm túc suy tư một chút trả lời cái kia tốt ngươi đi trước dọn dẹp một chút ta qua mấy ngày liền dẫn ngươi đi tán tu liên minh thẩm hoán quần nói xong cũng mình chuẩn bị thẩm thị gia tộc quật khởi thần mộc kim đao vội vàng ba năm nghe chọn bộ tại mê truyện audio com thẩm thụy lăng đi theo gia ra đi vào cái kia liên minh tổng đà đây là thẩm thụy lăng lần thứ nhất tiến vào trong đại sảnh trật ních muôn hình muôn vẻ tán tu tu vi cũng là cao thấp không đủ trong đại sảnh trang trí rất là xa hoa cái kia bốn cái ôm hết thô linh trụ xem xét cũng không phải là phàm vật mỗi cái đều là sinh ra từ sườn núi châu đảo tam giai thượng phẩm linh mộc tơ vàng dân hương vàng đàn mộc màu sắc vàng nhuận chất liệu tinh mịn cứng rắn hoa văn ôn nhu hương khí bí người phát ra mùi thơm còn có xúc tiến tu luyện hiệu quả vì lẽ đó những cái kia hào môn quý tộc đều thích dùng để chế đồ dùng trong nhà loại này linh mộc trăm năm mới dài một thước dài đến trước mắt cái này bốn viên linh trụ dáng vẻ tối thiểu trải qua hơn ngàn năm tuế nguyệt lầu một đại sảnh bên phải đúng đúng nhiệm vụ đường ở đây chỉ cần ngươi có linh thạch cái gì đều có thể làm được không quản là tìm loại nào thiên tài địa bảo hoặc là giết người phóng hỏa loại hình chỉ cần ngươi treo thưởng giá tiền đầy đủ luôn luôn loại kia không sợ chết tán tu giúp ngươi hoàn thành nơi này cũng là đám tán tu xu thế như theo đuổi địa phương nơi này nhiệm vụ mặc dù mọi thứ hung hiểm vạn phần nhưng là lợi ích cũng là cùng nguy hiểm thành có quan hệ trực tiếp hoàn thành nhất kiện nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được bó lớn bó lớn linh thạch đến phụ trợ tu luyện để cho mình tại trên con đường tu hành đi càng thêm xa. Đương nhiên chết đi tán tu cũng là nhiều vô số kể, bọn hắn cũng chỉ có thể trở thành hắn người bàn đạp. Thẩm Thụy Lăng đi theo ra ra đi đến lầu 2, đi vào trước một cái quầy. Thẩm đan sư tới, nhanh, cho mời cho mời, một vị thấp thấp, dáng người mập mạp lão đầu mặt mũi nhăn nheo cười nói lão hồ a ngươi lần trước không phải để ta cho ngươi đề cử mấy tên luyện đan sư sao vị này là tôn nhi ta hiện tại là nhị giai hạ phẩm luyện đan sư luyện khí hậu kỳ tu vi ngươi thấy được không được thẩm hoán quần cười bồi đạo tiểu tử nhà ngươi tuấn tú lịch sự a tuổi còn trẻ đây cũng là nhị giai hạ phẩm luyện đan sư lại là luyện khí hậu kỳ tu vi ngươi thẩm ra là ra một nhân tài a người mang tới ta đương nhiên tin được ngươi ta lập tức đăng ký lão đầu mập su nịnh nói lão đầu kia đăng ký xong ngẩng đầu hỏi tiểu gia hỏa sẽ luyện đan dược gì tỷ lệ thành đan bao nhiêu vãn bối hiện tại sẽ chỉ luyện tích cốc đan cái này một loại nhị giai đan dược hiện tại thành đan dẫn đầu chỉ có chừng một thành thẩm thụy lăng một mặt cung kính nói sẽ chỉ đồng dạng đan dược, tỷ lệ thành đan có chút thấp, lão đầu kia trầm tư một chút mà thôi, nhìn ngươi lão thẩm trên mặt mũi liền thu cất đi. Lão đầu kia nhìn về phía thẩm hoán quần, nghiền ngẫm nói. Vậy ta tại cái này cảm ơn, cũng nhiều thay ta bao nhiêu chiếu cố một chút tiểu tử này, ta thiếu ân tình của ngươi nhất định trả ngươi. Nói xong, thẩm hoán quần lại theo trong túi chữ vật xuất ra một bao linh thạch đưa tới lão đầu kia nhanh nhẹn nhận lấy linh thạch, dễ nói dễ nói, người tiểu tử này cứ yên tâm ở ta nơi này tạm giữ trước đi, phía dưới chúng ta thương lượng một chút đan dược vấn đề, liên minh cung cấp tài liệu. Mỗi tháng ngươi cần hoàn thành quy định số lượng, thêm ra tới thuộc sở hữu của mình, thiếu đi cũng phải chính ngươi bổ sung đương nhiên nếu như đan phương là liên minh chúng ta không có, chúng ta cung cấp tài liệu để ngươi luyện chế, thành đan sau chia đôi, chúng ta cung cấp địa hòa thất đan lô cũng có. Người cũng có thể tại chúng ta phía sau núi thượng thuê cái động phủ dùng để tu luyện, tiểu gia hỏa ngươi thấy thế nào, thẩm thụy lăng nhìn thoáng qua ra ra, nói ra. Liền theo tiền bối nói tới. Vậy thì tốt, dẫn khối này lệnh bài đi lầu một đại sảnh tiền động phủ đi, ngày mai đến ta cái này, dẫn ngươi đi địa hòa thất chuẩn bị luyện đan. Lão đầu nói liền đưa cho thẩm thụy lăng nhất tấm lệnh bài, khối này trên lệnh bài một cái tán chữ phá lệ dễ thấy phía dưới còn có nhất lò luyện đan đồ án, lại là nhất kiện nhất giai pháp khí. Vậy chúng ta lần sau gặp lại, đi trước, thẩm hoán quần sau khi nói tiếng cảm ơn liền mang theo thẩm thụy lăng đi chọn động phủ thẩm thụy lăng đi vào lầu một sân khấu vừa nói biên đem lệnh bài đưa cho cái kia gã sai vặt ta muốn thuê cái động phủ tốt nhất linh khí dư giả một chút giúp ta an bài một chút được rồi ngài có chúng ta liên minh mướn luyện đan sư lệnh bài chúng ta có thể cho ngươi tiện nghi chút ngươi nhìn cái này động phủ thế nào cái này trong động phủ có nhất tòa nhị giai tụ linh trận bên trong linh khí có thể so với nhị giai thượng phẩm linh mạch đầy đủ tiểu ca ngài tu luyện còn mang theo một cái nhị giai trung phẩm linh điền, một năm một trăm khối hạ phẩm linh thạch, gã sai vặt một mặt cung kính trả lời. Thẩm Thụy Lăng nhìn một chút vị trí vắng vẻ một điểm, nhưng hắn vốn là khổ tu hạng người không muốn cùng nhiều người giao lưu vì lẽ đó cũng không có việc gì. Liền cái này đi, đây là một trăm khối linh thạch, Thẩm Thụy Lăng theo trong tay áo móc ra linh thạch đưa tới. Được rồi, đây là mở ra gác cổng lệnh bài, xin ngài cất kỹ gã sai vặt đưa tấm lệnh bài tới. Thẩm Thụy Lăng cất kỹ lệnh bài cùng thẩm hoán quần cùng một chỗ hướng liên minh phía sau núi đi đến. Tại một tòa núi nhỏ lên, thẩm Thụy Lăng tìm tới chính mình thuê động phủ, mở ra cấm chế liền cùng ra ra đi vào chung. Và URL bằng Windows, Location, Herep, Windows, Puppy giới Tác bằng Windows, Puppy giới Tác, Windows, Puppy giới Tác, Push, Zonet. BG 7254x BGSSP7254U UAL, người nơi này không ta vừa mới nhìn một chút, ngọn núi nhỏ này phương viên hơn 10 dặm đều không có người, ngược lại là cái thanh tu nơi tốt. Thẩm Hoán quần vừa đánh lượng trong động công trình biên nói. Tôn Nhi cũng nghĩ như vậy, nơi này linh khí đầy đủ ta tu luyện tới luyện khí cửu tầng đại viên mãn, Thẩm Thụy Lăng hồi đáp ta xem một cái nơi này tuy nhỏ một chút nhưng là cũng mọi thứ đều đủ cái này linh điền hoang phế có hơi lâu ngươi chờ chút thu thập một chút ta chỗ này còn có mấy hạt ngọc quỳnh quả hạt giống đợi lát nữa cùng một chỗ trồng lên còn có hang động này cấm chế cũng phải thêm tầng một nếu là ngươi về sau lúc tu luyện có người tiến đến dẫn đến ngươi linh khí hỗn loạn liền không xong nói theo trong túi chữ vật móc ra một bộ bầy trận khí cụ đưa cho thẩm thụy lang thẩm thụy lăng sau khi nhận lấy quan sát đây là năm đó ta đã dùng qua trận pháp tên là tứ tượng điên đảo trận là một tòa nhị giai trung phẩm trận pháp chủ yếu là phòng ngự cường đại linh lực sung túc lúc có thể ngăn cản luyện khí đại viên mãn tu sĩ nửa nén hương thời gian đầy đủ ngươi chuẩn bị thẩm hoán quần nói Thẩm Thụy Lăng càng là mừng rỡ, phải biết phổ thông gia tộc là bồi dưỡng không ra trận pháp sư, liền thẩm gia loại này thanh vân môn ra đời gia tộc cũng không có bồi dưỡng được một vị trận pháp sư. Cũng chỉ có tượng thanh vân môn loại kia truyền thừa ngàn năm môn phái mới có trận pháp sư. Thứ nhất là trận pháp thứ này càng cần hơn thiên phú, cần đối địa mạch sông núi, thiên địa tinh thần có sự hiểu biết nhất định. Thứ hai là bình thường thế lực cũng không có trận pháp truyền thừa, có truyền thừa không có trận pháp, sư giáo sư cũng là không ai có thể học được. Thẩm thị nhất tộc những năm này cũng thu thập một chút trận pháp phương diện truyền thừa, nhưng là gia tộc cũng không có bồi dưỡng được một cái trận pháp sư. Gia tộc mình hộ tộc đại trận mặc dù là tam giai thượng phẩm được, nhưng là kia là năm xưa Thẩm Dụ Thương khi còn sống xin mời Thanh Vân môn trận pháp sư đến bố trí cũng trở thành thẩm thị nhất tộc sừng sững không ngã bình chướng. Bất quá thẩm thụy lăng nghe nói nhà mình lục thúc thẩm cảnh hoa đã là một vị tam giai hạ phẩm trận pháp sư, nhưng đây cũng là thanh vân môn bồi dưỡng ra được, cũng không phải là thẩm gia nội tình. Vì lẽ đó thẩm thụy lăng trông thấy tòa trận pháp này đương nhiên mừng rỡ, nghĩ thầm. Tòa trận pháp này năm xưa ra ra đạt được nó sợ cũng là không dễ dàng thẩm hoán quần tại mình tôn nhi trong động phủ ngồi một hồi đem lời nhắn nhủ sự tình lại bàn giao một lần mới đứng dậy chuẩn bị rời đi trước mấy ngày ta tiếp một bút tờ đơn ta gần đây cần cho luyện thật lâu đan liền không thế nào quản ngươi ngươi khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện lão hồ nơi đó ta cũng chào hỏi người ở đây cũng chăm chỉ chút đem luyện đan thuật tăng lên đi lên gia tộc luyện đan thuật còn muốn dựa vào ngươi truyền thừa đâu nói xong thẩm hoán quần liền xuống núi đi thẩm thụy lăng thu thập một chút linh điền bởi vì thiếu khuyết cầy điền pháp khí đem nguyên là cái kia thanh nhị giai trung phẩm linh kiếm dùng để cày đất truyền bá nhập ngọc quỳnh quả hạt giống làm một lần linh vũ thuật nhất khối mới tinh linh điền liền hiện ra ở trước mắt đem tứ tượng điên đảo trận bố trí tại cửa hang tầng một màn sáng đem toàn bộ cửa hang đều soi dựa vào trong động linh mạch cũng không cần để vào linh thạch cái này là thẩm thụy lăng lại tiết kiệm một bút chi tiêu giải quyết hết thầy thẩm thụy lăng mới ngồi xếp bằng ở trên giường đá bắt đầu vận chuyển thanh vân quyết nơi này linh khí quả nhiên nồng đậm sắp hóa thành vật thật linh khí hướng thẩm thụy lăng dũng khí ở đây tu luyện có thể nói là làm ít công to Ngày thứ hai, đi qua một đêm tu luyện thẩm thụy lăng tu vi lại tăng thêm như vậy một đoạn nhỏ, xuyên qua đại sảnh, đi đến lầu hai, ngày hôm qua vị lão đầu mập đã ở đó. Tiền bối tốt, tiểu tử ngươi không cần khách khí với ta, đi theo ta, lão đầu mập xoay người rời đi. Thẩm thụy lăng đi theo lão đầu đi vào địa hòa thất, mở ra cấm chế, thẩm thụy lăng dò xét một cái, phát hiện tòa này muốn so gia tộc thuê địa hòa thất nhỏ một chút. Đây chính là nơi này, về sau tòa này địa hỏa thất ngươi cùng một tên khác luyện đan sư dùng được, ngươi liền chuyên môn luyện tích cốc đan đi, nếu như ngươi muốn luyện khác cũng có thể. Về sau mỗi tháng có người cho ngươi đưa tài liệu cùng thu đan dược, chỉ cần ngươi hoàn thành liên minh quy định, thời gian khác chính ngươi an bài, lão đầu giải thích nói. Có thể cái kia tốt ngươi làm quen một chút chuẩn bị luyện đan đi ta đi trước có chuyện gì có thể đi tìm ta xem ở ra ra ngươi trên mặt ta tận lực giúp ngươi nói xong cái kia lão đầu mập liền đi thẩm thụy lăng nhìn một chút cũng ổn định lại tâm thần chuẩn bị luyện đan xuân đi thu đến ba năm liền đi qua tại tu sĩ trong mắt chỉ có thể tính một nháy mắt ba năm này thẩm thụy lăng không phải động phủ tu luyện chính là tại địa hỏa trong phòng luyện đan Gia tộc cho ba bình huyền nguyên đan đã sử dụng hết, còn tự móc tiền túi mua linh dược phục dụng, 20 năm qua góp nhặt mấy trăm khối linh thạch cũng nhanh dùng xong. Có rảnh lúc, hồi nhà mình cửa hàng cùng Gia Gia tâm sự, cầu Gia Gia chỉ điểm một chút trên việc tu luyện hoang mang. Hiện tại không quản là tu vi thượng hay là luyện đan thượng thẩm Thụy Lăng có thể nói là tiến bộ 10 phần, đã tấn thăng trở thành nhị giai trung phẩm luyện đan sư không thể không nói thẩm thụy lăng luyện đan thiên phú là kiệt xuất. Một thân tu vi càng là đạt đến luyện khí tầng 7 đỉnh phong, rời luyện khí 8 tầng cũng liền cách nhau một đường. Mấy loại pháp thuật cũng càng phát thành thạo, cơ hồ có thể làm được thuấn phát, hậu giáp thuẫn pháp thuật này cũng tại thẩm thụy lăng trước ngực ôn dưỡng 3 năm. Thẩm Thụy Lăng đoán chừng lập tức thả ra linh thuẫn có thể đạt tới nhị giai thượng phẩm dáng vẻ.